Xin chào các bạn, phát biểu tại cuộc họp báo, tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã tiến hành thử thành công tên lửa đạn đạo tự sản xuất đầu tiên trong nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói khi đề cập đến vụ thử tên lửa đạn đạo tại diễn đàn độc lập Ukraine 2024 ở Kiev. Có thể còn quá sớm để nói về vấn đề này, nhưng tôi muốn chia sẻ nó với các bạn. Nhà lãnh đạo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa và hiện không có thông tin công khai nào về khả năng của vũ khí mới. Thông báo này cùng với một thông báo khác chỉ vài ngày trước đó cho biết Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa tự chế mới của mình. Khi các đối tác phương Tây tiếp tục hạn chế việc Kyiv sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang. Những thông báo cho thấy Ukraine đang ngày càng hướng nội để tăng cường sức chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua. Vậy việc phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình đối với Ukraine có ý nghĩa như thế nào và nó có ý nghĩa gì đối với cuộc chiến? Tên lửa đạn đạo uy lực ra sao? Nói chung, Thuật ngữ tên lửa bao gồm toàn bộ các loại vũ khí, từ một quả Javelin nhỏ phóng trên vai được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, cho đến vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt toàn bộ thành phố. Bất kể mục đích của chúng là gì, chúng thường được chia thành hai loại, đạn đạo và hành trình. Thậm chí, nếu chia nhỏ hơn dựa trên các đặc điểm, ta sẽ có tên lửa ở chế độ phóng bao gồm không đối không, đất đối không và biển đối đất. Tên lửa tầm ngắn, tầm trung, xuyên lục địa. Tên lửa đẩy bao gồm tên lửa rắn, lỏng và động cơ phản lực, và tên lửa quá tải trọng, bao gồm tên lửa thông thường, tên lửa hóa học và hạt nhân. Tên lửa đạn đạo được trang bị động cơ tên lửa vừa được phóng lên bầu khí quyển trước khi lao xuống mục tiêu. Chúng chỉ được dẫn đường trong giai đoạn phóng đầu tiên, vì vậy chúng có thể kém chính xác hơn tên lửa hành trình, nhưng có lợi thế tốc độ cực cao, tới hơn 3.200 km h khi tiếp cận mục tiêu. Điều quan trọng, tên lửa đạn đạo cũng có tầm bắn rất xa, khoảng 1.000 đến hơn 5.000 km. Nga có một số vũ khí cực mạnh, bao gồm Iskander, kỳ giàn do tốc độ cao nên chỉ có một vài hệ thống phòng không nhất định có khả năng bắn hạ chúng chẳng hạn như Patriot do Mỹ sản xuất Ukraine hiện có tên lửa đạn đạo Atlas MS do Mỹ cung cấp nhưng bị cấm sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nga để so sánh tên lửa hành trình cùng động cơ phản lực bay ở độ cao thấp được dẫn đường trong suốt chuyến bay và có thể nhắm mục tiêu chính xác chúng có thể thay đổi hướng trong khi bay cơ động và bám sát mặt đất nên khó bị phát hiện. Khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp này đã được minh họa rõ ràng vào tháng trước khi ngư dân ở biển Caspi ghi lại được thứ dường như là hai tên lửa hành trình caliber của Nga đang hướng về Ukraine. Chúng có thể được phóng từ máy bay, tàu biển hoặc bệ phóng trên mặt đất và sử dụng các hệ thống dẫn đường như GPS hoặc bản đồ mặt đất. Nga hiện đang sử dụng nhiều mẫu bao gồm caliber KH-101 và KH-59. Tất cả đều được sử dụng trong cuộc tấn công tên lửa hàng loạt mới nhất của Nga vào Ukraine hồi đầu tuần này. Ukraine có tên lửa hành trình Neptune của riêng mình cũng như các mẫu do phương Tây cung cấp như Storm Shadow. KF hiện cũng bị cấm sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tại sao Ukraine muốn có tên lửa đạn đạo? Không có gì bí mật khi Ukraine muốn tấn công các mục tiêu sâu trong nước Nga, đặc biệt là các căn cứ không quân, nơi các máy bay nắm bom cất cánh và phóng tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine. Ukraine đã tìm cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng UAV phát động cuộc tấn công trên diện rộng nhất trên lãnh thổ Nga vào ngày 1 tháng 9. Nhưng như các chuyên gia trước đây đã lưu ý với Kiev Independent, UAV di chuyển chậm không là gì so với tên lửa tốc độ cao trong việc gây ra thiệt hại cần thiết để làm chậm cố máy chiến tranh của Điện Kremlin và lật ngược cục diện cuộc chiến. Thông báo của ông Zelensky về tên lửa đạn đạo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine công bố những hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái mang tên lửa Berlinesia mới, được thiết kế để tấn công các sân bay quân sự của Nga và tiêu diệt tiềm năng tấn công của đối phương. Việc sử dụng thành công Berlin, Asia lần đầu tiên đã được ông Zasky xác nhận trong bài phát biểu nhân ngày độc lập 24 tháng 8 và một video mới được đăng trên mạng xã hội của ông ngày 25 tháng 8 đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án. Đoạn video bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng Nga đã phóng 43.000 tên lửa và bom lợn vào Ukraine trong cuộc xung đột toàn diện từ các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đoạn video cho biết thêm một trong những cách hiệu quả nhất là tấn công vào các máy bay Nga tại các sân bay quân sự. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo thậm chí còn hữu ích hơn vì chúng có tầm bắn xa hơn và có khả năng mang đầu đạn mạnh hơn. Hoàn nào để phá hủy máy bay đối phương tại các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Vì thực tế không có dữ liệu gì về tên lửa đạn đạo mới của Ukraine, nên tất cả những gì công chúng được biết là thông tin mà ông Zelensky đã tiết lộ trước cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 8. Nhà lãnh đạo Zelensky nói, Ukraine có những bước phát triển nào? Tôi nghĩ còn quá sớm để nói điều đó. Những tên lửa đạn đạo đầu tiên của Ukraine đã được thử nghiệm thành công. Tôi xin chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta về điều này. Có một thông tin công khai là Ukraine đã phát triển tên lửa đạn đạo RIM-2 trong nhiều năm nay. Mặc dù chưa có gì được xác nhận, nhưng có suy đoán rằng đây là vụ thử tên lửa đạn đạo mà ông Zelensky đang đề cập đến. Nga hủy diệt trung tâm chiến dịch đặc nhiệm của Ukraine Trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công triệt hạ điểm triển khai tạm thời của trung tâm chiến dịch đặc nhiệm Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, phá tan xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9 thông báo. Thông cáo chiến sự nêu rõ, các lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga trong vòng 24 giờ đã tấn công tiêu diệt điểm triển khai tạm thời của trung tâm tác chiến đặc nhiệm Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, do sổ xưởng sản xuất, lắp ráp và trang bị máy bay không người lái, nơi tập trung binh lực và khí tài quân sự của đối phương ở 127 quận huyện. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bán hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 23 máy bay không người lái. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến 642 máy bay, 238 máy bay trực thăng, 31.121 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 17.961 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 1.447 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 14.295 pháo dã chiến và súng cối, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cũng theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 625 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép Kozas, 8 mô tô, một bệ phóng cho tổ hợp tên lửa phòng không Trela-10, hai pháo phản lực FH-70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, một pháo D-20 152mm hai pháo phần lực D30 122mm, một lựa pháo L119 105mm do Anh sản xuất, một trạm tác chiến điện tử. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong cùng thời gian này, quân Nga còn phá tan 6 kho đạn dược giá chiến của đối phương. Nga ngày càng tiến gần Donetsk. Một nhóm nhân đạo nói với Newsweek, Nga cho biết họ đã chiếm được một ngôi làng gần Bokoros ở vùng Donetsk của Ukraine khi tiến về thành phố này, nơi đang phải đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 9 cho biết lực lượng của họ đã chiếm được Kalinove ở một khu định cư có khoảng 200 người nằm cách Bokoros, khoảng 25 km về phía đông nam. Việc kiểm soát Bokoros sẽ mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 20 tháng 8, một cuộc di tản đã được ban bố tại Bokoros nơi có dân số trước chiến tranh là 60.000 người cùng các thị trấn và làng mạc xung quanh. Michael Channomoraz, CEO của Recusnow nói với Newsquid, tuy nhiên, các chuyến tàu sơ tán từ Bokoros đã bị dừng lại. Hiện tại vẫn còn khoảng 26.000 người trong thành phố, bao gồm 1.076 trẻ em. Mọi người không thể rời khỏi khu vực nguy hiểm. Theo Tổ chức Bác sĩ Không biên giới Medellín San France, khi tiền tuyến của cuộc chiến đang tiến gần đến Bokoros, bệnh viện dân sự cuối cùng trong thành phố, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cho bệnh nhân bị thương trong chiến tranh, đã phải di dời toàn bộ nhân viên, thiết bị và vật tư y tế, những xe cứu thương của tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động trong thành phố và các khu vực xung quanh. Christopher Stock, điều phối viên khẩn cấp của bác sĩ không biên giới, nói với Newsweek trong một tuyên bố, Chúng tôi đã chứng kiến các nhân viên y tế cứu hộ thiết bị để vận chuyển họ đến những địa điểm an toàn hơn. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, trong suốt cuộc chiến, các cơ sở y tế nằm trong phạm vi 20 dặm tính từ khu vực xung đột ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn do pháo kích của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 6 tháng 9 cho biết rằng, lực lượng Ukraine đã giành lại một số vị trí hạn chế theo hướng Bokoros, cách thành phố khoảng 20 dặm về phía đông nam. Viện này nói thêm rằng, lực lượng Nga gần đây đã tiến vào thành phố Teres gần đó, nằm cách Bokoros khoảng 40 dặm về phía đông. Trích dẫn phân tích quốc phòng, hãng tin độc lập Andrey của Nga cho biết, quân đội Nga đã chiếm được ít lãnh thổ hơn nhiều theo hướng Bokoros trong tuần qua so với các giai đoạn trước. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sersky gần đây đã trả lời CNN rằng chiến dịch tấn công của Moscow gần thành phố đang mất dần động lực. Deep State, một trang web giám sát tình báo nguồn mở của Ukraine cho biết lực lượng Nga chỉ chiếm được 4 dặm vuông trong tuần qua. Đây là mức giảm so với 28 dạm vuông được báo cáo là đã chiếm được trong tuần cuối cùng của tháng 8 và 23 dạm vuông trong mỗi 2 tuần trước đó. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.